Ơi, thì đây thịt heo nè cả nhà. Hôm nay mình làm thịt kho tàu nha cả nhà. Giá với mình làm hủ qua hầm này kia để làm mâm cơm cúng Tết trong nhà trong cửa đó cả nhà. Thì ở đây thịt heo mua về á, mình rửa sạch xong rồi bây giờ mình phải luộc để cho nó ra bọt dơ này nha cả nhà. Thì trong cái nước luộc này mình có cho muối nha, hành tím, tỏi với hành tây nha cả nhà. Hôm nay mình khan tiếng, mình bị cảm á cho nên mình nói chuyện giọng nó kỳ kỳ, cả nhà thông cảm cho mình nha. Đây mình chờ nó sôi lên cái rồi mình mới đây bên đây thì kế bên mình có trứng gà. Ở bên đây không có trứng vịt nha cả nhà. Trứng gà mình luộc xong rồi. Trứng gà khi mà mình luộc á mình muốn cho cái tròng đỏ nó nằm ở chính giữa đẹp á là mình quậy như nè cả nhà. Quậy như nè, trong quá trình mà mình luộc á. Đó là mình quậy như vậy. Thấy không? Như vậy nè. Đó. Có 500 g thịt xay mình mới vừa xay xong, giờ mình lấy cái mình ớt để hồi mình làm nhân cho hủ qua nha cả nhà. Hủ qua hầm hôm nay mình làm nhân thịt xay, mọi khi thì mình làm cá xay đó, nhưng mà hôm nay mình làm thịt thôi cả nhà. Mình sẽ ớt thịt xay nha cả nhà, ớt thịt xay để làm nhân hủ qua. Mình làm cái này giống như là giò vậy đó cả nhà, như là mình làm giò sống vậy đó nha. Giờ mình sẽ cho cái này là bột nở với bột bắp vô. Trộn lên. Xong cái mình cho vô tủ đá chút xíu mình quết là nó sẽ thành giò. Này mình làm ít rồi, có nửa ký à, tại mình làm có ba trái hủ qua cả nhà ơi. Rồi xong sẽ cho vô tủ đá nha cả nhà. Mình có thịt heo, thịt ba rọi sau khi mà mình luộc xong đó mình rửa sạch sẽ để ráo, thì đây mình sẽ ướp muối, đường, bột ngọt với ớt nha cả nhà, tỏi, ớt, hành tím, tiêu đó. Bây giờ mình sẽ để đây cho thịt thấm chút xíu mình mới bắt đầu kho. Thịt xay mình xay nè cả nhà, quết với lộn phải xay. Thịt mình bỏ tủ đá xong rồi giùm lấy cho mình quết là thịt giò sống nha cả nhà. Ở đây mình có khổ qua nha cả nhà, đây là khổ qua trong đông đá nha. Đó mình để cho nó mua về mình để trong tủ lạnh đó. Rồi bây giờ nó hơi mềm mềm rồi. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị cho nhân vô, đây là giò sống mình mới làm xong nha. Giờ mình sẽ dồn vô, mình sẽ nấu nồi canh khổ qua. Cái khổ qua này người ta đã cắt làm hai múc ruột sẵn rồi nha cả nhà, sạch sẽ rồi nha. Bây giờ mình chỉ để nguyên vậy, mình đeo găng tay vô, mình sẽ dồn thịt vô. Rồi xong vừa hết luôn nha cả nhà, vừa luôn. Rồi vừa xong luôn á cả nhà, đây ha, được nhiêu đó đó, nửa ký thịt đó. Ở đây hủ qua mình xong, mình dồn thịt xong thì mình giò sống mình dồn xong thì bây giờ mình buộc cái chỉ lại cả nhà. Cái chỉ đó là chỉ nấu ăn đó nha cả nhà, cho nên là mình nấu không có sao nha, chỉ để dùng buộc thịt trong nấu ăn ở nhà bếp á. Thì bây giờ nồi nước sôi mình sẽ cho hủ qua vô mình nấu, tại vì mình sợ khi nấu á cục thịt nó sẽ bị rớt ra ngoài, cho nên là mình buộc lại cho chắc ăn nó nằm trong đó nha cả nhà. Nước sôi mình cho hủ qua vô, mình nêm bột nêm, chút đường, chút bột ngọt với tiêu nha cả nhà. Bây giờ mình phải nấu sôi, mình hất bọt cho hủ qua với thịt chín. À ơi, mình bắt nước lên chuẩn bị kho thịt nha cả nhà. Thì đây là cái nồi này mình có 3 lít nước trong đây, có nghĩa là 1,5 lít nước dừa và 1,5 lít nước sôi nha cả nhà, nước lạnh đó, nước lạnh nấu sôi. Bây giờ mình sẽ cho thịt vô nè, cái thịt mà mình ướp từ hồi chiều tới giờ đó, mình ướp từ chiều tới giờ cả nhà. Bây giờ mình sẽ nấu để mình hớt bọt nha cả nhà, rồi chút xíu nữa mới cho trứng vô. Của mình xong rồi nha cả nhà, trời bốc khói nghi ngút luôn đó. Mình xong rồi, giờ mình đang kho thịt. Rồi thịt mình hớt bọt xong mình cho trứng vô luôn cả nhà, trứng với nước mắm. Rồi bây giờ mình sẽ nấu nha cả nhà. Việt Nam á, nấu kho thịt á, thấy ba mấy bà già xưa, bà nội bà ngoại đồ với nhà mẹ đồ hay đẩy cái tờ lá chuối lên trên cả nhà đó, đẩy lại rồi kho lửa liu riu. Bây giờ ở đây mình không có tờ lá chuối, mình hết lá chuối rồi, bữa mình quên giữ một tờ là để kho thịt ha, đậy ha. Bây giờ mình đậy giấy nến nha cả nhà đó,
Bây giờ mình sẽ đậy giấy nến để mình để cho nó nằm sát xuống. Rồi bây giờ mình sẽ kho tiếp lửa riu riu nha cả nhà. Cả nhà ơi, bây giờ mình sẽ dở cái giấy này lên mình dục nha cả nhà. Đó. Cái giấy này sớm mình đậy đó. Đây, bây giờ thịt của mình nè, mình sẽ tắt lửa nha. Mình tắt lửa mình bỏ đây, ngày mai mình mới nấu lại thêm nữa. Bây giờ tối rồi. Đó. Giờ riu riu sớm dậy nhiêu đây đủ rồi. Ngày mai sẽ nấu lại nữa, ngày mai ban ngày sẽ nhìn cái màu nó sẽ đẹp hơn á cả nhà. Mình mới chuẩn bị cái thau nhân xong để chuẩn bị làm chả giò nè cả nhà. Thì ở đây mình có phay môn này ha, cà rốt, rồi mình có bún tàu. Đây mình hôm nay mình làm kiểu mới, mình có thử tôm khô, mình xay nhuyễn rồi đó, tôm khô đó. Đây có 1 ký thịt xay, đây mình có nấm mèo, giờ hành tây xay nhuyễn luôn. Giờ mình sẽ nêm nếm gia vị nha. Tại vì hôm nay ở bên đây là chủ nhật á cả nhà, 28 Tết Việt Nam mình ha, cho nên là mình làm để một hồi mình rước ông bà luôn. Thì thứ hai thứ ba cả nhà đều đi làm hết, không có ai ở nhà cả nhà, cho nên là mình không có rước ông bà ngày mai, làm hôm nay luôn. Mình rước ông bà cuối tuần nhé, để có đủ tất cả các thành viên nhà xong rồi cái mình ăn cơm Tết luôn. Ôi, đi muốn bệnh hay gì á con. Đây đi, bệnh nữa không? Đó. Cho nên là hồi tối mình làm được món hủ qua với thịt kho rồi, giờ chỉ hâm lên nữa cho nó mềm. Quý vị, nói không? Giờ làm chả giò với xào miếng mì nữa cả nhà. Giọng đều lên ha. Đây là cái thau nhân mình vừa trộn xong nè cả nhà, nhìn thấy ngon ha cả nhà ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi gửi bánh tráng để chuẩn bị cuốn cuốn nem nha cả nhà, cuốn chả giò đó. Đây nhìn rất là ngon ha, dẫn rồi. Chảo nóng lên xào rau, chuẩn bị làm một miếng mì xào chay thôi nha cả nhà, không có thịt cá gì hết, xào chay thôi. Đây nè, cái mì này nè, mì trứng nha cả nhà, ngâm rồi. Hôm nay người thợ đầu bếp thứ hai của nhà mình xào mì nha cả nhà, là ba của Lina, mì xào chay mình cũng hấp dẫn ha. Mà mình thiếu tàu hũ ha, hôm qua mình đi chợ mình quên mua tàu hũ nữa, này phải có bỏ tàu hũ miếng vô nó cũng ngon mà anh hả, nên mình quên tàu hũ. Mình có thịt kho, có hủ giang hầm mà, cho nên là làm miếng này cho không bỏ hơi ít dầu thôi. Có thể cái chảo này nè, hơi ít dầu không thấy không bao chảo này hả, tại cái chảo ở chảo hả, để lâu đời thấy nó hơi khô mấy cái méo chảo này nó hơi dính rồi. Còn mì này ngon không, chưa thử. Còn mì này mới mua bữa đi chợ đó cả nhà, đây để bắt thử cộng thử. Còn mì ngon, mì trứng, còn mì ngon cả nhà. Con còn nhỏ, còn đi Việt Nam ăn Tết được, tại vì nó chưa đi học ở cả nhà. Chứ còn con mà nó vô lớp 1 trở lên lớn rồi là thôi vô phương về ăn Tết được. Hôm nay mình làm chả giò để cúng Tết với nếu mà có dư thì cho hàng xóm người về cái. Trước nhất là mình làm để cúng Tết thì mình ăn. Ủa năm nay sao không có 30 ngộ ha, không chín đâu mà, không chín đâu mà mùng một. Hồi xưa ở Việt Nam lúc còn nhỏ phái Tết để đi chợ bông, phải đi chợ bông á, cả đi coi bông mê. Năm nay năm Tết con cọp. Đây là thành quả của hai mẹ con nãy giờ nè, chắc hơn 100 cái ạ. Chị hai cuốn cũng đẹp lắm,
cuốn cũng đều cái nào đâu ra đó hết luôn, hơn trăm cái á. Bây giờ mình đi chiên cả nhà, đang chiên chả giò nha cả nhà. Cái nước dầu nó vàng vàng là tại vì trước khi chả giò thì mình chiên samosa cho nên là bởi vì nó ra. Mình chỉ làm sắp đơn giản thôi nha cả nhà, sắp cái bên này. Đây cả nhà ơi, đây mình mua được một hũ dưa kiệu chua ngọt mà cả nhà. Đó, giờ mình sẽ gắp dưa kiệu ra ha, để lên trên cái dĩa đồ đồ ăn nè. Dưa kiệu ngay trên dĩa ha. Mình mới thử thử cái đồ thử tại nhà là bị dính Covid rồi cả nhà ơi. Và ngày mai không có đi làm, ngày mai sẽ đi tới nhà thuốc Tây để thử. Tại vì mình đi làm cho cái mắt con mình lây người ta nữa. Rồi. Cả nhà ơi, cái nồi thịt kho nè, hôm qua mình kho xong cái mình tắt lửa, cái bữa nay nấu sơ lại một chút nữa nè, cả nhà thấy không? Màu rất là đẹp ha. Quá trời ngon luôn. Giờ mình sẽ múc thịt kho ra đây, chuẩn bị đây. Là Phật giỏi với con, mẹ nó mua với là Phật rồi đó. Elena cầu nguyện đi. Cầu nguyện cho được nhiều sức khỏe. Cả nhà ơi, đây là cái mâm cơm cúng Tết của nhà mình nha cả nhà. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Đó. Mình mới vừa cầu nguyện xong. Mâm dĩa trái cây ha. Đó, có dĩa trái cây, có bình hoa. Rồi có hũ hoa hậm. Đây là hũ hoa hậm của mình. Xong rồi ở đây mình có bánh tét với một dĩa đồ xào. Mình có thịt kho trứng rất là ngon luôn, màu tự nhiên của nước dừa luôn. Ở đây có nước mắm để ăn chả giò ha cả nhà. Đây, chả giò. Ở đây mình có giò thủ với chả lụa ha, củ kiệu với tôm khô. Rồi ở đây có chả giò nữa. Cái mâm cơm cúng Tết của nhà mình đơn giản chỉ có bao nhiêu đó thôi. Nói chung là bị cảm mấy ngày nay cho nên là cũng không có sức để làm gì nhiều nha cả nhà. Đó. Hôm nay cuối tuần ở bên đây cho nên là mình tranh thủ mình làm cho xong á, để ngày mai ngày mốt lại thì tà Tết, nhưng mà không có ai ở nhà, người thì đi làm, kẻ thì đi học đó, cho nên là hôm nay mình mới làm cho nó xong luôn. Mình có tất cả đủ thành viên nhà đó rồi, mình ăn cơm cho biết Tết Việt Nam nó ăn những cái món đó. Nãy mình quay cái mé bề kia nó bị tối, giờ mình xây đổi hướng lại nè, cái bề này nó sáng hơn nè, nó đẹp hơn nè, nhìn nó. Đây cả nhà, cái giò thủ với chả lụa mình làm hôm nay mình bỏ tủ đá đó cả nhà. Đó, mình lấy hôm qua rồi nhưng mà mình quên lấy chả giò mới làm nãy giờ ha. Rồi, thịt kho mới hâm lại. Đó. Rồi đây. Hũ qua hầm. Đó. Mình sạch à, mình xây lại cái bề này, quay mé bên đây nó sáng hơn. Ủa ba Lina đâu không vô khấn nguyện ta? Bữa nay cúng rước ông bà mà. Ủa, bông quá trời đẹp luôn cả nhà. Mình mới thử test ở tại nhà mình bị dính Covid rồi nha cả nhà. Đó. Bây giờ mai mình không có đi làm, mình phải đi tới chỗ kia để thử. Rồi cái bình máy mẹ nó đẹp quá luôn đi. Quá trời luôn, quá trời đẹp luôn, vàng tươi luôn. Hy vọng là năm mới sẽ được nhiều may mắn. Rồi cái mâm trái cây nè, cái ngũ quả nè, quá trời đẹp luôn.
Cả nhà coi nè, xài dâu giải.